bạn những sản phẩm của Đoàn Thị. Những sản phẩm này là mình sử dụng từ lúc mà mình chưa có em bé, lúc bây giờ mình đã có hai đứa con ấy, thì mọi người vẫn khen là da rất là đẹp ấy, mà mình và rất là trẻ nữa. Thì đây mình có, bên mình có tinh chất mầm đầu nành nguyên sơ Đoàn Thị, và đây nữa là tinh bột nghệ nguyên chất Đoàn Thị, và thêm một sản phẩm mới của Đoàn Thị đấy là viên tinh nghệ mật ong ạ. Thường thì mọi người cũng hay gặp mình thì cũng có lời khen là mặc dù mình đã có hai bé lớn rồi nhưng mà da mình rất là đẹp ấy, mình gần như là không có sử dụng mỹ phẩm hay là những cái gì để làm đẹp, mà mình chỉ dùng, thật sự là mình chỉ dùng có tinh bột nghệ này thôi, dùng với cả mình cũng uống xem kẽ với cả đấy là cái mầm đầu nành này đấy các bạn đấy. Da mình hồi xưa cũng trước đây là cũng có ít nám ở cái khóe mắt này, do là mình cũng không sử dụng kem chống nắng ấy, thì mình cũng nghĩ đến cái phương pháp, nhiều khi mình cũng nghĩ là mình phải đi chữa, nhưng mà sau một thời gian mình dùng cái tinh bột nghệ này mình dùng được cỡ khoảng 2 đến 3 tháng đi, gần như là cái nám và cái đồi mồi ở cái khóe mắt và cái tay của mình là gần như nó hết, mà mình không cần phải đi, gần như là bây giờ mình không cần phải che khuyết điểm bằng kem nền hay bất cứ một cái gì nữa, nó thật sự là rất là tốt từ trong máu luôn ấy. Để các bạn có thể sử dụng để uống hàng ngày nó. Đây mình xin giới thiệu, đây là đây. Cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Dung nha. Ai có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi giúp mình nhé. Cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Dung nha. Chị ơi, uống tinh nghệ này thì có bị vàng da không? Em muốn giảm cân thì uống như thế nào? Dung ơi, nếu như mà em muốn uống để giảm cân ý, thì em uống cùng với mật ong nhá. Thì em uống trước bữa ăn khoảng 30 phút ý, thì em pha với 2 đến 3 muỗng cà phê, thì em pha cùng với một ít mật ong ấy. Em có thể sử dụng mật ong hoa nhãn nhá, thì nó sẽ thơm hơn, thì sẽ làm cho em dễ uống hơn. Còn nếu như tinh nghệ bên nếu mà tinh nghệ thì nó không bị vàng da đâu em ạ, bởi vì nó đã được lọc tách hết tất cả các dầu nóng ấy, thì nó hoàn toàn là không gây vàng da, kể cả khi là em sử dụng để đắp mặt ấy thì nó không hề để lại. Còn nếu như mà em cảm thấy khi lau rửa mặt đi, sau khi em đắp mặt em thấy có một cái lớp vàng sau khi em sử dụng ấy, thì cái đấy chính là curcumin nhá. Thì sau đến ngày hôm sau ngủ dậy thì em mới nên lau đi bằng sữa rửa mặt, chứ cái đấy không phải là em là bị vàng da đâu, cái đấy chính là curcumin, nó còn giữ lại trên da để giúp da mình, nó cái chất để giúp cho da mình nó đẹp hơn đấy, chứ không phải là đấy là bị vàng da đâu em ạ. Uống Thiết Ngọc, uống nhiều tinh nghệ quá có bị vàng da không chị, tác dụng phụ gì không? Không em ạ, tinh bột nghệ này thì em hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày, không cần phải kiêng cữ bất cứ một cái lúc nào. Nếu như mà phụ nữ mình nếu mà đến cái ngày ấy thì em cũng nên là không nên sử dụng, chỉ đến những ngày đấy thôi. Cái này tinh bột nghệ hoàn toàn không có tác dụng phụ gì em nhé, uống được với tất cả mọi lứa tuổi, kể cả là trẻ em bé từ 1 tuổi trở lên cũng có thể sử dụng. Mầm đậu nành này uống bao lâu thì hiệu quả vậy chị? Yến ơi, nếu như mà em sử dụng mầm đậu nành ấy thì em sẽ có kết quả từ 2 đến 4 tuần em nhé. Tức là từ 2 tuần thì em đã cảm thấy là nếu mà em sử dụng để tăng kích thước vòng 1 thì em đã cảm thấy nó căng tức. Còn từ 3 tuần trở đi em đã thấy hiệu quả, em đã thấy được kết quả luôn ấy. Mà còn cảm thấy da là nó sẽ sáng hơn và nó sẽ được căng bóng hơn sau 2 tuần sử dụng. Mầm đậu nành bao lâu thì các bạn tinh bột... Lương Tuyết, tinh bột nghệ này có khó uống không chị? Tinh bột nghệ này hoàn toàn rất dễ uống em nhé, rất là thơm ngon cơ, nó gần như là không có một cái mùi vị gì để khiến là mình cảm thấy là nó khó uống, bởi vì nó đã lọc tách hết cả các dầu nóng và cái mùi. Em uống với nước lạnh được không chị? Cái này em uống tốt nhất là nên em sử dụng với nước hơi ấm, hoặc nước lạnh thì cũng rất là ok em, không có vấn đề gì đâu, bởi vì nó không còn
Còn tuyệt đối là em không nên sử dụng với nước nước nóng nhé. Bởi vì nếu mà em sử dụng tinh bột nghệ mà em pha cùng với nước nóng thì nó cơ bản nó sẽ bị vón, chứ không phải là nó đang bị là pha gì đâu em ạ. Bởi vì em chỉ tốt nhất là nên sử dụng nước ấm thì nó giữ được cái hàm lượng cái curcumin, nó không bị bay mất. Còn nếu em sử dụng nóng như vậy thì nó sẽ bay mất cái hàm lượng curcumin ở trong tinh bột nghệ. Bảo quản tinh nghệ như thế nào? Dung ơi, nếu như mà em muốn bảo quản tinh bột nghệ tốt nhất thì em nên để ở cái không à, em để kín, tức là em đậy kín nắp và em để ở cái không gian thoáng mát thì em sẽ để được 1 năm. Tức là hạn sử dụng của tinh bột nghệ từ ngày từ cái lúc mà em từ ngày mình sản xuất thì em có thể để được 1 năm nhé. 1 ký thì em có thể sử dụng được từ 3 đến 4 tháng rất là thoải mái. Bao nhiêu vậy chị? Em ơi, nếu mà em mua tinh bột nghệ thì em gọi vào số điện thoại bên Đoàn Thị giúp cho dùm chị nhá, hoặc là in inbox vào pay cho chị nhá, là số là 0983548620 giúp chị nhá. Bao nhiêu vậy chị? À, nếu mà em mua 500g thì giá là 330.000, còn nếu em mua 1 ký là 650.000 em ạ. Đấy là với giá của tinh bột nghệ em nhá. Viên tinh nghệ làm tay hay thủ công? Em ơi, tinh bột nghệ thì làm tay hay thủ công thì là một nhất, chỉ là hàng của bên viên nghệ của bên Toàn Thị của chị ấy thì là nó không phải là hàng máy. Tức là hàng này là hoàn toàn rất là làm máy thì nó bị khô ấy, nó không còn không giữ được chất bằng cái việc mà mình làm tay thì nó có ăn cái độ thơm ngon, nó hoàn toàn khác biệt em ạ. Nó khác hoàn toàn với việc em dùng hàng máy đấy. Đấy, sự khác biệt của viên nghệ của bên Đoàn Thị của chị nhá. Pha mầm sữa ong chúa có chị Thơm không ạ? À, có em ạ, sữa ong chúa là có chị Thơm em ạ. Em có thể dùng để đắp mặt mặt hàng ngày đấy. Một tuần em có thể sử dụng từ 2 đến 3 lần nhá. Nếu mà ví dụ nhá, sữa ong chúa thì nếu mà em mới sử dụng lần đầu, nếu em mà chưa cảm thấy quen ấy thì em nên pha với một ít nước, bởi vì thường cái sữa ong chúa thì cái hàm lượng vitamin nó rất vitamin E rất là cao. Ví dụ như là mình mới sử dụng ấy, da mình có thể cảm giác kích ứng và hơi đỏ một chút và có thể ngứa thì cái đấy không sao em nhá, bởi vì mình mới sử dụng ấy, nó tác dụng ngay vào da và nó biểu hiện luôn vào da, chứ không phải cái đấy là em đang bị dị ứng đâu. Cho nên tốt nhất là nếu như em mới sử dụng thì em nên pha một ít một chút nước thôi, nó chỉ một ít thôi, thì em hòa tan vào nước thì em đắp lên mặt ấy, em massage một nhẹ nhàng một tí thì khoảng tầm từ 5 phút thôi em rửa mặt đi nhá. Còn sau này nếu như mà mình dùng quen ấy, mình có thể thoa trực tiếp chứ mình không cần phải pha nữa. Nhiều câu hỏi quá ha. Sữa ong chúa có uống được không? Sữa ong chúa uống được, Thắng lại Quốc Thắng nhá. Cái này thì bạn có thể sử dụng hàng ngày, là mỗi lần thì mình có thể ăn một thìa muỗng cà phê để mình sử dụng, mình ăn trực tiếp ấy, mình có thể dùng trực tiếp nhá. Nó cũng hơi là khó uống một tí đấy, bởi vì thực ra đối với sữa ong chúa nguyên chất ấy thì nó có một vị hơi chua chua, và nó khi mình ăn vào họng thì nó cảm giác hơi khé cổ, nhưng mà đấy chắc chắn là sữa nguyên chất thì nó mới được như vậy nhá. Thì bạn có thể hơi cảm giác chưa quen thì mình ăn ít một thôi, thì mình sử dụng nước ngay. Nhiều khi là mình không quen thì nhiều khi bạn cứ tưởng là nó có cái cảm giác đấy, bạn cứ sợ là không nguyên chất, nhưng không phải đâu. Sữa ong chúa là nó thật sự là nó hơi khó uống, hoặc nói chung là hơi khó ăn. Mẹ em bị Đoan Nguyễn, mẹ em bị gan thì nên dùng loại nào chị? Nếu như mẹ em bị gan ấy thì nên sử dụng tinh bột nghệ nhá, chứ bởi vì nếu mà mẹ em sử dụng bột nghệ trong thời gian dài thì nó sẽ có hại cho gan nhá. Còn tinh bột nghệ thì mẹ em sử dụng sẽ giúp thải độc gan ấy, nó rất có lợi và mẹ em nên sử dụng hàng ngày nhá. Uống tinh bột nghệ và mầm đậu nành trị được nám không chị, cái nào tốt hơn? Nếu mà em dùng để trị nám thì chị khuyên là em nên dùng tinh bột nghệ nhá, bởi vì tinh bột nghệ này thì nó uống hàng ngày thì khoảng tầm từ 2 tháng thôi là em cảm thấy là cái nám của mình nó đã mờ hẳn. Còn em dùng một thời gian mà mình để mình hấp thu những cái chất curcumin ở trong nghệ ấy, thì em gần như sau này là da mình là nó kháng được cái việc là sau này mình bị nám trở lại. Còn gần như là mình sử dụng, chứ mình không phải là mình sử dụng xong mình bỏ đi. Thì nếu như em bị lại thì cái đấy là do mình
không sử dụng nữa, chứ không phải là do là da em nó không không ấy đâu, không 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 tác dụng đâu nhá. Những người nào nên dùng mầm đậu nành chị ơi? Tức là cái mầm đậu nành này thì mình khuyên với mọi người là phải từ trên 18 tuổi mới được sử dụng nhá. Bởi vì đấy là khuyến cáo dành cho cái mầm đậu nành này thì nó mới đủ tuổi để sử dụng, bởi vì đa phần cái này là dành cho những cái người mà có nhu cầu là tăng kích thước vòng một này rồi cho da nó đẹp hơn, vì có những người cái tầm tuổi đến tuổi khoảng 25 trở đi ấy thì làm cái tức là phụ nữ mình đã bắt đầu lão hóa ấy. Cái collagen bây giờ là nó cần bổ sung, thì mình các cái biểu hiện bốc hỏa xong rồi da mình sẽ bắt đầu bị lão hóa đi, thì mình sử dụng đi thì nó tăng cái nội tiết ấy, mà nội tiết mình tốt đi thì mình sẽ không bị bốc hỏa này, da mình sẽ đẹp hơn. Nên tốt nhất là mình trị nám thì mình chỉ nên sử dụng tinh bột nghệ thôi. Tinh bột nghệ thì nó giúp trị nám, thì như mình đã có phân tích từ trước là nó điều trị từ trong, chứ không phải chỉ là, nếu mà nám mà các bạn điều trị bằng các phương pháp về spa thì nó chỉ là bề mặt của da thôi, còn nó không trị được cái gốc. Bởi vì thực ra mà nói là không có cái biện pháp nào của thẩm mỹ mà nó trị được cái gốc của cái nám. Thành ra là mình uống thì mình trị được cái bên trong thì mình phải sử dụng tinh bột nghệ nhá. Lười uống tinh bột nghệ quá chưa? Nếu mà em lười uống tinh bột nghệ thì em có thể sử dụng đây, cái viên tinh tinh nghệ này bên chị này. Thế này thì em có thể ăn hàng ngày ấy. Em có thể sử dụng ăn hàng ngày thì nó rất là tiện, mà nói chung là cái này nó cực kỳ ngon nhá. Ăn nó không, có thể là đối với nhiều người thì tinh bột nghệ đã rất là dễ uống, nhưng có những người người ta cảm thấy ôi nhạt quá, hoặc là người ta lười với việc là hàng ngày phải pha ấy, thì em sử dụng cái này thì em chỉ việc ăn thôi. Hoặc là bình thường người ta cũng không không cần phải nhai, em chỉ việc bỏ vào miệng thì nó tự tan đấy, thì em chỉ cần uống với nước thôi, nó khá là tiện mà rất là ngon nữa. Em mầm đậu nành có dễ uống không chị? Nó cực kỳ thơm em, ngon em nhá. Nếu mà khi em nhận hàng chắc chắn là em sẽ cực kỳ hài lòng đấy. Chị ơi, tinh bột nghệ khác gì bột nghệ? Em ơi, tinh bột nghệ là nó khác hoàn toàn với cả bột nghệ nha em, bởi vì cái bột nghệ thì nó hoàn toàn là đơn thuần, nó là bột nghệ chỉ là xay từ củ nghệ ra, và nó vẫn còn nguyên các cái tạp chất xơ và cũng như là các cái loại các dầu là và dầu nóng. Còn riêng tinh bột nghệ thì nó đã lọc tách hoàn toàn dầu nóng ra, cho nên là mình có thể uống được hoàn toàn thời gian dài. Còn riêng bột nghệ thì mình chỉ uống được một thời gian rất là ngắn thôi, mình uống nhiều sẽ rất là có hại cho gan và thận nhé. Chị ơi, tinh bột nghệ thông thường uống vào mấy giờ vậy chị? Cái này thì tùy vào nhu cầu của em để uống vào mục đích gì, nhưng mà thường ví dụ như em giảm cân thì em uống vào trước bữa ăn, còn sau để tăng cân thì em uống sau bữa ăn nhé. Nhiều câu hỏi ha. Chị ơi, Nhi Bùi, mình đắp mặt bằng tinh nghệ được không chị? Em bị sạm da em, chị chỉ cách đi. Nếu mà em bị sạm da hoặc là da nó không được đều màu ấy thì em nên sử dụng đắp với sữa chua, hoặc là em đắp với sữa tươi không đường nhá. Thì em đắp khoảng, ví dụ như là em đắp khoảng trước khi đi ngủ đi, khoảng tầm tối đa là 30 phút đi, thì em đắp với một muỗng tinh bột nghệ với một ít sữa theo đủ liều lượng, mà đừng có để nó ít quá thì nó sẽ khô, mà nhiều quá nó sẽ chảy ấy. Thì em đắp vừa phải, em sẽ tự mình gia giảm cho vừa phải nhá. Thoa kim tinh bột nghệ bên chị dùng tốt lắm, ở nhà mẹ và em uống mỗi ngày. Ở nhà mẹ và em uống mỗi ngày, chị ơi uống nhiều quá. Em ơi, nói chung là mình uống được thời gian dài, nhưng mà hàng ngày thì liều lượng của mình nó chỉ là vừa đủ, ví dụ một ngày em chỉ nên uống 2 lần thôi, ví dụ như tối đa là vậy thôi, chứ em cũng không nên sử dụng quá nhiều, bởi vì thực ra cái gì quá nhiều thì nó cũng không thể hấp thu hết được, cái gì mình cũng dùng vừa phải thôi. Chị ơi, muốn đặt hàng thì làm sao? Em ơi, nếu như em muốn đặt hàng bên chị ấy, thì em có thể nhắn tin vào pay của bên chị là hai cái số điện thoại ở sau lưng chị này, và hoặc là em gọi thẳng vào 0983548620 em nhé. Cảm ơn lại Quốc Thắng nha. Check inbox của chị nha em, chị đặt một cái tinh nghệ. Cảm ơn Hồ Thảo nha, em cứ inbox giúp chị nhá. Chị ơi, ôi quá nhiều câu hỏi quá ha. Rồi
Mình cảm ơn các bạn nhé. Hôm nay mình có dành một chút thời gian để mình chia sẻ về những công dụng cũng như là những câu hỏi của một số bạn hỏi mình.